Xin chào tất cả các bác, chào tất cả mọi người Chào mừng các bác và mọi người quay trở lại kênh youtube Trang Trang TV và tôi là Hoàng Dôn Bây giờ thì đang là 6 giờ 30 phút sáng của ngày thứ năm, Ngày mùng 7 tháng 9 năm 2023 Và như các bác có thể nhìn thấy trên màn hình Thì đó là khu rừng 600 hectare của Bình Thuận Và xin thưa các bác thế này vào clip vào chiều ngày hôm qua thì có thể nói rằng là nhiều bác nói rằng là tôi quay xe, tôi chống nọ chống kia vân vân. thì ở đây tôi xin chia sẻ với các bác rằng là có ba lý do để chúng ta có thể quay xe. tôi dùng cái từ có thể nha chứ chưa hẳn là quay xe, bởi vì chúng ta vẫn còn phải chờ nhiều dữ kiện hơn nữa trong cái việc này. và bác nào thì quan tâm tới sự thật, niềm tin và chúng ta cố gắng lan tỏa cái sự tử tế thì các bác hãy đăng ký kênh, like video Nhân thông báo, cảm ơn các bác rất là nhiều. Để tìm được sự thật thì chúng ta không thể cố chấp không phải sự thật ngay lập tức nó sờ sờ trước mắt chúng ta mà nhiều khi nó trải qua nhiều cái lớp sương mù, nhiều những cái mà có thể nói rằng là, là nó rất là kỳ lạ, nó sẽ đánh cháo cái khái niệm và nó sẽ đưa chúng ta đi dẫn đến một cái hướng khác. Và hình ảnh như các bác nhìn thấy trên màn hình đây, đó là một trong những cái hình ảnh có thể nói tác động vào cảm xúc tác động vào nhận thức của chúng ta và làm cho chúng ta rất là kinh khủng đó. cảm giác rằng là ngôi rừng khu rừng hàng trăm năm tuổi đã bị tận diệt chỉ để làm cái hồ thủy lợi và dẫn hướng một cách nào đó thì những cái cây trị giá hàng trăm năm có thể rơi vào tay của một ai đó và chúng ta cảm thấy bức xúc bức bối điều này hoàn toàn là một cái điều bình thường bởi vì Chúng ta đã mất quá nhiều rừng trong cái thời kỳ 10 năm rồi. Mất quá nhiều rừng, cho nên là như chim sợ cảnh cong, như là một cái gì đó nó sợ đau và chúng ta nhất định chúng ta bảo vệ rừng. Thì đó là một cái tâm lý hoàn toàn hoàn toàn đúng và hoàn toàn có thể nói rằng là rất là tử tế, rất là tốt. Tôi hoàn toàn ủng hộ cái tâm lý như thế này. Nhưng khi chúng ta nhìn lại thì chúng ta sẽ thấy rằng là có những cái lý do để chúng ta thật sự suy nghĩ rằng có nên quay xe hay không có nên quay xe hay không các bác nào kiên nhẫn thì các bác nghe hết video và các bác uh, nghe hết video và các bác hãy cùng đưa cho mình một cái bình luận nha thứ nhất đây là một cái bài báo có thể nói rằng là chấn động đây là một cái bài báo của chấn động trên tờ VN Express và tôi đã nhiều lần uh, tôi chia sẻ với các bác về cái bài về cái bài báo này đây là hình ảnh mà đại bàng núi lượn trên ở vạt rừng Mỹ Thạnh để tìm gà rừng, chim và các loài thú nhỏ làm thức ăn. Bài này vẫn còn trên tờ VN Express nha. Và đây là dòng suối đá bản nhỏ chảy giữa rừng, nơi đây người dân địa phương thường đi xe máy để dã ngoại vui chơi mỗi dịp lễ Tết. Và ba dòng suối này là bà Bích đá bản lớn và đá bản nhỏ, và theo thì sẽ tích nước cho hồ Capet trong tương lai. Và đây là hình ảnh, một trong những hình ảnh chấn động nhất đó chính là cây bằng lăng cao hơn 30 mét, đường kính hơn 2 mét, nằm ở danh giới. đó Và những hình ảnh như vậy cũng với cả là những video clip dạng như thế này, cũng với cả những cái hình ảnh hàng cây hàng trăm năm tuổi nữa. Xin thử các bạn như vậy. Thế nhưng những hình ảnh này nó chỉ là những hình ảnh rất bình thường. Còn chúng ta hãy nhìn đến một cái từ ở dưới chỗ này. Đính chính. Đính chính Bài khi lên trang thì chưa cung cấp đầy đủ thông tin nền khiến độc giả có thể hiểu chưa đầy đủ về dự án hồ chứa nước Capet. Đồng thời, bài dùng bức ảnh cây cam xe, cây lim thì được xác định không phạm nghĩa là không thuộc phạm vi triển khai của dự án. Ban biên tập đã điều chỉnh thông tin, gỡ hình ảnh không chính xác. Như vậy là những hình ảnh mà cây cam xe, rồi cây sim, rồi cây lim là những hình ảnh mà gỗ có giá trị rất là cao thì đã bị gỡ xuống và đinh chính cái hình ảnh này. Bởi vì, xin thưa các bác rằng là, tại sao? Là thông tin đưa ra sai sự thật. Thông tin đưa ra sai sự thật. Nhiều khi kiên nhẫn, nó giúp chúng ta giải quyết rất nhiều vấn đề. Hôm trước tôi đã chia sẻ với các bác rằng là, Bộ Nông nghiệp rất nhanh đã lập một cái tổ công tác để xác minh và đi thẳng tới Bình Thuận. Và tổ công tác này cùng với nhiều phóng viên, cái điều rất hay nữa là nhiều phóng viên bây giờ trên báo đài nhiều lắm và họ quay trực tiếp tại cái chỗ mà cái cây lim và cây cam xe kia và giờ định vị ra thì hóa ra cái khu rừng gọi là đặc dụng nguyên sinh ấy, đặc dụng nguyên sinh tự nhiên ấy, mà chứa những cái cây đó thì nó lại không nằm ở trong cái cái quy hoạch lòng hồ Capes và nó cách đó hơn một km cơ. Đây là chúng ta có thể thấy. Thì ở đây chúng ta không hiểu rằng là anh phóng viên là anh vô tình hay rằng là anh cố ý để anh đưa những cái hình ảnh cây có giá trị cao đó vào trong cái bài viết của mình để từ đó khiến cho chúng ta bị 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 gọi rằng là nó giống như một cái rằng là bị lừa dối bị lừa dối bởi vì chúng ta nhìn thấy cây đó thì giá trị cao lắm thế nhưng mà hóa ra cây đó hoàn toàn có thể tồn tại cái khu đó hoàn toàn có thể tồn tại với lòng mà với với cả hồ capet hàng trăm năm nữa cũng được đó hàng trăm năm nữa cũng được và đấy là cái mà chúng ta thấy mà tôi nói rằng là đây là lý do đầu tiên mà chúng ta phải phải thật sự suy nghĩ là có nên quay xe hay không bởi vì ngay cả thông tin đầu vào của chúng ta tôi gọi là thông tin đầu vào của chúng ta đã bị sai rồi cho nên là dẫn hướng đi bị sai cho nên khi có thông tin xác thực thì chúng ta có dám đủ dũng cảm có dám dũng cảm không thì nhìn nhận rằng là à mình đã bị dẫn hướng, mình đã bị dẫn lối, đó, còn là mình đã bị hay là nói một cách thô tục hơn thì mình đã bị dắt mũi bởi những cái thông tin mang tính chất sai lệch như thế. Trước đây thì trong những cái vụ lũ lụt thì người ta đã tìm được em bé gọi rằng là đây bùn đất, sau này mới phát hiện ra em bé đó không phải là người Việt Nam, không phải là người Việt Nam và hình ảnh này là hình ảnh fake trong cái vụ Đắk Lắk thì đã có một clip rất dã man để mà giết thì tôi đã xác minh cùng với cả các anh an ninh đã xác minh rằng là cái clip lan truyền ở trên mạng đó không phải là của 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 bên phía của vụ đắk lắc mà nó là vụ ở bên philippines và rất nhiều cái hình ảnh đấy chúng ta nhìn rất bị tác động về cảm xúc nhưng thực tế nó lại là những hình ảnh sai sự thật đúng không ạ và báo viên Express đã phải đính chính cái chỗ này. Đây là thông tin thứ nhất để chúng ta có thể thấy rằng là với những uh, với những điều mà mà, mà được đưa ra ấy, thì thật sự rằng là là chúng ta phải suy nghĩ bởi vì thông tin khi mà nhiều hơn thì chúng ta sẽ có nhiều dữ kiện hơn để phân tích được thế nào là sự thật và chúng ta phải chấp nhận cái thông tin mà tính khách quan như thế trong bài viết của VNN Express thì họ nói là trong cái lòng hồ nhưng Thực tế nó không ở trong đó Và người ta đã đo định vị ra để so sánh rồi Thông tin này các bác hoàn toàn có thể tìm được một cách khách quan Lý do thứ hai Đó chính là cái việc mà lên tiếng của người đứng đầu Của đảng ủy Tức là đứng đầu của Bình Thuận Thì đây là một sự rất là dũng cảm Bình thường người ta toàn cho phó Hoặc là như thế nào đó để mà đi Thì ở đây ông Bí Thư Bình Thuận Đã đứng lên để mà chia sẻ và trong một cái bài viết rất dài cũng trên tờ vn express thì đã trả lời hầu hết các câu hỏi mà có thể nói rằng là câu hỏi nhạy cảm của cộng đồng mạng đó là lý do thứ hai lý do thứ hai xin thưa với các bác có nghĩa rằng là mình rất cần những lãnh đạo như thế này họ đứng mũi chịu xào đứng ở vị trí này thì ông xin thưa với các bác rằng là ông dương văn an tôi rất tôn trọng bởi vì ông ít nhất ông đứng ra để mà trả lời với cộng đồng mạng với cương vị là người đứng đầu của tỉnh đúng ạ có thấy không rất hiếm người nào ra dám trả lời trực tiếp thì ông dương văn an đứng ra trả lời trực tiếp các câu hỏi và trả lời đầy đủ hết gần như là tất cả mọi câu hỏi ví dụ này ví dụ câu hỏi này tại sao bình thuận quyết định chuyển diện tích 619 hecta rừng tại huyện hàm thuận nam thành dự án hồ xây nước capes đó thì ông đã chỉ ra rất nhiều những cái việc này đó đây là cái mà chúng ta có thể nhìn thấy. Và thậm chí rằng là theo quy hoạch thì tỉnh đã xây thêm ít nhất 12 hồ thủy lợi. Để mà trong đó có hồ Lá Ngà Ba thì dung tích lớn nhất là 435 triệu mét khối. Và ông nói rằng là nước là tài nguyên, rừng cũng là tài nguyên, giữ rừng cho dân, giữ nước cũng là cho dân. Nhưng rừng có thể tái tạo được, dù rừng trồng không thể được bằng rừng tự nhiên, còn nước thì mình không tự làm ra được. Cũng có phương pháp để lấy nước biển làm nước ngọt, nhưng rất tốn kém, điều kiện hiện nay tỉnh chưa thể đáp ứng. Ai cũng biết mất rừng sẽ làm suy giảm nước ngầm, nhưng làm hồ cũng là một hình thức tụ nước mặt để tăng mực nước ngầm. Khi đề xuất dự án này, tỉnh và các đơn vị liên quan được lựa chọn, cũng lựa chọn cái phương án là ít tác động nhất nhưng đem lại hiệu quả cao. Nghĩa là ít nhất ông cũng rất là dũng cảm khi mà nói thẳng ra cái điều này. Nói thẳng ra cái điều này, đúng không ạ? giống như trong mọi cái phương án thì đều có cái sự thiệt hại thì chúng ta sẽ chọn lựa cái phương án ít thiệt hại nhất chứ không phải là chúng ta không lựa chọn bởi vì không lựa chọn cũng là một phương án và lúc đó người ta vẫn phải tính được cả tiêu cực và cái tích cực đúng không? và ở đây hẳn nói rằng là quá trình phân tích đánh giá được và mất của dự án thế nào đó ví dụ nhà này tại sao cái yếu tố tích cực nổi trội hơn đúng không trước đây thì chúng ta thấy rằng là chỉ nói chung chung là yếu tố tích cực thì nổi trội hơn còn tiêu cực thì ít hơn đó ví dụ thế này các bác có thể thấy đó. hiện chỉ 20% đất nông nghiệp ở Bình Thuận thì tương ứng với 57.000 hecta được tưới nước chủ động còn diện tích rất lớn chưa được tưới đặc biệt ở phía Nam như là Hàm Thuận Nam Hàm Tân La Di thì nông nghiệp là ngành nhất nước nhì phân tam cần tứ giống trong đó nước là số 1. Dù áp dụng công nghệ gì thì vẫn cần nước, vấn đề là dùng ít hay dùng nhiều. Khoảng 1619 hecta rừng sẽ trở thành hồ thủy lợi, nhưng đổi lại thì sẽ cấp nước tưới trực tiếp cho 7.760 đất nông nghiệp, gấp 13 lần diện tích rừng bị mất và nước sinh hoạt tới 120.000 dân tại huyện Hàm Thuận Nam và Phan Thiết. Ngoài ra thì dự án còn cấp nước cho các hồ ở Hạ Du, gián tiếp tưới nước cho sâu có 1.200 hectare, cung cấp 2,6 triệu mét khối mỗi năm cho khu công nghiệp Hàm Kiện 2. Và dự án cũng phòng chống lũ lụt, cải tạo sinh thái vân vân. Và mất rừng thì ai cũng tiếc nhưng không thể để cuộc sống người dân khốn khó vì thiếu nước sinh hoạt và sản xuất. Do vậy, quá trình đề xuất thay đổi chủ trương đầu tư 2023 thì tỉnh đã cố gắng giảm diện tích rừng đặc dụng xuống thấp nhất từ 162,7 hecta thì xuống còn 137 hectare và trong phần rừng khai thác này thì chỉ chiếm 0,6% tức là 137 ha diện tích rừng của khu bảo tồn núi ông là 24.355 ha tức là khu bảo tồn, tồn núi ông này có tới là 24.355 ha thì ở đây người ta chỉ cấu có 0,6% tức là 1,7 ha đó và đây là phần chân núi khi làm đập thì sẽ ngăn nước bị ngập và ngoài ra thì dùng cái này và đây ông cũng nói nhấn mạnh lại này, Thủ tướng từng nhấn mạnh, không đánh đổi môi trường để phát triển kinh tế đơn thuần. Chúng tôi luôn ghi nhớ điều đó, nghĩa là phát triển kinh tế thì hài hòa với văn hóa, giúp bảo vệ môi trường, không ai không để ai bị bỏ lại phía sau. Và hồ chứa nước ngọt cũng góp phần bảo đảm an ninh nguồn nước, nâng cao đời sống người dân. Thì đây là một cái bài phỏng vấn rất dài. <laughs> rất dài. Và nếu tôi nhớ không nhầm thì sẽ có hẳn một cái buổi họp báo trước chúng ta nên ủng hộ những cái chưa cần biết là đúng hay sai thế nào đó. nhưng ủng hộ cái cách tương tác và cái cách đứng ra để mà trả lời chịu trách nhiệm và đó là cái mà chúng ta ủng hộ <laughs> tôi không ngại để mà va chạm đâu bởi vì là yêu tôi có một cái điểm là ít nhất tôi không cố chấp khi người ta phân tích ra rằng là mình chưa đầy đủ cái gì mình chưa rõ cái gì thì mình sẽ tiếp thu mình sẽ lắng nghe chứ mình không khăng khăng rằng là tất cả mọi thứ mình đều đúng tôi không biết tôi nói ra lời này thì có bị mất nhiều tương tác hay nhiều follow hay không nhưng ít nhất ấy, đến thời điểm này thì tôi còn nhận được một số tin đó là lý do thứ ba đó là nhiều người nhiều kẻ còn hô hào xuống đường kích động để mà xuống đường để mà biểu tình thì tôi thật sự đấy là cái mà nó quá đáng và người ta đang mượn cái chỗ này để người ta đạt được cái mục đích gì đó nó khác hơn xa hơn thì đó là cái điều thứ ba mà tôi không bao giờ tôi ủng hộ những cái biện pháp kiểu như thế Chúng ta cần một cái sự minh bạch thông tin và rõ ràng trong thời điểm hiện nay người ta đang cố gắng minh bạch hết mức có thể từ cái việc chúng tôi được nói lên những cái điều kể cả bức xúc như thế. Và tỉnh Bình Thuận cũng lắng nghe ông Bí Thư thì đã giữa Dương Văn An thì ông đã ra để ông trả lời đầy đủ các câu hỏi. Rồi Bộ Nông nghiệp cũng đã chuyển vào. Tất nhiên trong quá trình dự án còn nhiều cái điều nữa chúng ta sẽ chờ đợi. Nhưng mà cái, cái quá trình minh bạch thông tin như thế này nó được gọt rũa và nó sẽ lộ ra những cái gì chưa được và những cái gì được để từ đó những cái dự án nó thiết thực và nó thực tế thiết thực và thật sự là, là khi đi vào cuộc sống thì nó thực tế và nó mang lại cái lợi ích nhiều hơn đúng không ạ chúng ta vẫn tiếp tục chờ đợi tiếp những thông tin bởi vì tôi chắc rằng là có nhiều thông tin nữa nhưng chúng ta không nên cố chấp mà chúng ta hãy quan sát để chúng ta sẽ tìm ra cái đánh giá cho riêng mình và nhiều khi như bác hồ nói Kể cả chúng ta sai thì chúng ta cũng phải chấp nhận sai. Đúng không? không ai đúng hết cả đời được. Nhưng cái quan trọng, cái đúng nhất, đó chính là cái tâm lý như vậy. Dám bảo vệ cái đúng, dám bảo vệ cái lẽ phải, nhưng không cố chấp. Nha các bác. Và tất cả mọi thứ đi theo cái tinh thần là tranh biện, tranh luận, chứ không tranh cãi, không chửi nhau, không mang cái màu sắc, đúng màu bạo lực, không mang cái những cái thứ gì đó vân vân để vào, vào trong câu chuyện này. Đúng không ạ? Tôi điều tâm sự bác buổi sáng. Cảm ơn tất cả các bác. Chúc các bác một ngày tốt lành.